anh em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cốc đựng vít ha giá rẻ thì đây là một cái loại dành cho anh em có thể để ốc vít tắc kê nè hoặc là để đinh khi mà anh em khi công nẹp điện hay là nẹp trận uh, la phong ha ở à đây túi này nó có thiết kế anh em đầu tiên là một cái phần giải nó bao quanh bọc một cái cốc ở trong đó làm bằng inox anh em đây anh em thấy bằng inox ha và nó sẽ có một cái cọng dây ngay vị trí này để có thể rút lại cái này khi rút lại anh em với lúc mà chúng ta khi công rồi á thì mình hãy rút lại mình để vào túi hay là ba lô của mình hay là giỏ của mình tránh trường hợp là nó rơi ốc vít lên trong ra ha những cái loại cốc khác mà nó có không có cái dây này anh em thì lúc mà mình làm xong á thì mình bắt buộc mình phải đổ cái đinh ốc vít ra để hôm mình di chuyển á thì nó sẽ rơi ngoài đó này là một cái ưu điểm ha à, cái thứ hai á là cái loại này nó có trang bị cho chúng ta hai cái vị trí bắt đeo luôn một là cái ngàm cái ngàm này anh em có thể bắt vào cái khắc lưng đai hay là nịt bụng của mình ha mình gài nhanh ở đây mình sẽ có thêm một cái móc cái móc này anh em anh em móc vào đĩa quần á thì lúc cho chúng ta là leo chiều á nó sẽ không bị rơi cái này ha nhiều khi chúng ta đeo đây á thì mình đeo á, nó dướng á thì nó còn nảy lên nó rơi ra ngoài còn mình móc đây á thì nó treo như thế này là không thể nào rơi được ha anh em thì cái này nó sẽ có cái kích thước bề ngang ở đây anh em thấy là tầm 11 cm ha và chiều cao chiều cao của nó là 13.5 cm thì nói chung cái loại này á, anh em nào mà tay lớn á là để ốc vít vô đây lấy là vô tư luôn ha nhớ anh em nào mà bắn à, mấy cái à, ton bắn dít lên máy lợp á thì mình chỉ cần mình đeo một cái này và cầm một cái con máy bắn dít thôi đó, thì lúc đó là thao tác của mình nó sẽ rất là thoải mái dễ dàng các bạn để mà mình chống tay nhiều khi mình đi làm mà mình cầm theo cái bịch đó mà đi tới đâu mình cầm đó thì ốc vít mà nó có ghê ngoài cũng rất là khó lấy ha thì anh em có thể tham khảo và cho em bị thêm cái loại này đó. thì uh, loại này nó giá nó chỉ tầm 200k thôi nè Anh em có thể tham khảo ha